Xin chào bạn. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để bỏ theo dõi hàng loạt trên mạng xã hội Thớt nhé các bạn. Thì nếu các bạn đang sử dụng một tài khoản trên mạng xã hội Thớt và trước đây chúng ta có kết bạn với rất nhiều người, thì bây giờ với mong muốn là không còn kết bạn với họ nữa và hủy kết bạn hàng loạt, thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện rất nhanh chóng và an toàn, và đảm bảo những người chúng ta hủy theo dõi họ sẽ không biết nhé bạn. Ok, bạn theo dõi mình sẽ chỉ cho bạn ngay lập tức đây. Để thực hiện hủy theo dõi hàng loạt trên mạng xã hội Thớt thì các bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình. Đây thì ví dụ như mình đang ở trang chủ như thế này. Rồi sau đó chúng ta phải vào mục cá nhân. Nó sẽ có hình con người ở bên góc phải màn hình như thế này. Bạn nhấn vào. Ở trong trang cá nhân này, nó sẽ hiển thị số người đang theo dõi ở đấy nhé các bạn. Bạn nhấn vào cho mình. Lúc này thì tất cả những người mà đang theo dõi ta thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và có những người mà ta đang theo dõi thì nó sẽ hiển thị ở cột bên cạnh. Và có những người là đang chờ. Bạn nhấn vào mục là đang theo dõi nhé. Ở đây thì tất cả những người mà chúng ta đang theo dõi thì sẽ được liệt kê từ trên xuống. Đó, các bạn thấy không? Danh sách trên xuống các bạn được có thể kéo như thế này. Đối với những người này mà chúng ta không muốn theo dõi nữa, mà bây giờ các bạn muốn hủy theo dõi hàng loạt, thì các bạn cứ nhấn vào hàng loạt những người ở đây. Là tất cả những người chúng ta được chọn thì sẽ ngay lập tức không còn vào diện theo dõi của ta nữa. Ví dụ nhé các bạn. Đây, mình nhấn vào. Đó, rất nhanh như thế này. Đó, là tất cả những người mà hiển thị lên chữ theo dõi màu đen như thế này, tức là chúng ta đã ngưng theo dõi rồi. Và tất cả những người còn lại chữ đang theo dõi màu đen nhạt như thế này là chúng ta vẫn đang theo dõi và vẫn nhận được tin tức của họ thường xuyên nhé. Thì về cơ bản, cách bỏ theo dõi hàng loạt trên Thớt là không có gì khó. Các bạn chỉ cần vào mục đang theo dõi như thế này, rồi sau đó nhận bỏ theo dõi hàng loạt là được. Các bạn cứ kéo trên xuống tìm những người nào mà không còn thông tin liên quan đến chúng ta, hoặc là lâu ngày chúng ta không muốn cần nắm bắt thông tin của họ nữa, họ không còn đáng tin, hoặc là không còn dùng mạng xã hội này nữa, thì các bạn cũng nên loại bỏ đợt bớt đi. Đồng thời tạo cơ hội để chúng ta có thể trao đổi và nhìn thấy tin với những người bạn mới. Ok, cách thực hiện thì quá đơn giản luôn. Nếu các bạn đã thực hiện thành công thì nhớ cho mình một like, một subscribe kênh YouTube này nhé. Còn trường hợp nếu các bạn chưa tìm thấy mục này thì nhớ xem lại hoặc là ghi nội dung bên dưới thì mọi người cùng vào và sẽ chỉ giúp và hỗ trợ cho các bạn. Trong quá trình các bạn thực hiện, nếu có mèo nào hay hơn nữa thì cũng ghi lại nội dung bên dưới. Mình cũng sẽ xem và sau đó có thể sẽ ra các clip để hướng dẫn cho mọi người cùng biết. Bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn thành công.